nhóm đối tượng chuyên giả gái trộm tài sản của khách hám của lạ. Tài giả gái cùng đồng bọn lên kế hoạch dụ dỗ những người đàn ông ham của lạ vào khách sạn, sau đó kêu nạn nhân đi tắm rồi ở ngoài trộm tài sản và bỏ trốn. Ngày 27 tháng 11, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ và 4 đối tượng do Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Người đứng đầu nhóm trộm này là Nguyễn Ngọc Tài, sinh năm 1991, ngụ quận 4. Theo điều tra ban đầu, Tài thường xuyên giả gái ra công viên 23 tháng 9, quận 1, đứng giả làm gái bán dâm để tiếp cận những người đàn ông ham của lạ. Tối ngày 22 tháng 11, một người đàn ông lớn tuổi tìm đến ngã giá. Tài tìm mọi cách lôi kéo người đàn ông này rời khỏi xe máy để đồng bọn tiếp cận trộm xe nhưng không được. Tài thay đổi kế hoạch, đồng ý cùng người đàn ông vào một khách sạn ở quận 10. Trong lúc người đàn ông này vào nhà tắm, Tài lục lấy tài sản cùng chìa khóa xe đưa cho đồng bọn lấy xe của nạn nhân rồi bỏ trốn. Người đàn ông sau khi phát hiện vụ việc đã đến công an trình báo. Qua truy xét, ngày 26 tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được Tài và đồng bọn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai thường giả gái tiếp cận khách nước ngoài rồi trộm tài sản. Do dịch bệnh COVID-19, còn mồi là khách nước ngoài vắng nên các đối tượng chuyển hướng đến những người đàn ông hám của lạ. Công an quận 10 đang làm rõ những vụ giả gái trộm tài sản của khách mà nhóm đối tượng này gây ra để củng cố hồ sơ xử lý. Bên cạnh đó, chiêu trò mặc quần áo giả gái để cướp giật tài sản cũng diễn ra. Mặc quần áo, đeo khẩu trang dành cho phụ nữ, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản và trộm cắp trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận giữa mùa Covid. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Quý, Bình Thuận thường xảy ra liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản gây hoang mang trong dư luận. Hành vi và thủ đoạn trong các vụ án được cho là do cùng một đối tượng gây ra. Theo mô tả của một số người dân, đối tượng mặc quần áo, đeo khẩu trang phụ nữ nhưng trông giống đàn ông. Trước tình hình đó, Công an huyện Phú Quý đã khẩn trương xác minh, sàng lọc đối tượng để điều tra làm rõ. Khoảng 1 giờ 30 ngày 20 tháng 6, lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện Phú Quý phối hợp Công an xã Tam Thanh tuần tra tại khu dân cư thuộc thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, phát hiện một đối tượng có nhiều nghi vấn, có nhiều đặc điểm giống những gì người dân đã mô tả. Mặc quần áo, khẩu trang phụ nữ đã liên tiếp thực hiện các vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đang lén lút quan sát các nhà dân nên đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ, đưa về công an xã Tam Thanh để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Tạ Văn Khuê, sinh năm 1984, trú tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Từ đầu năm đến nay, Khuê đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm và 5 vụ cướp giật tài sản, gồm điện thoại, dây chuyền và tiền. Mới nhất là vụ xảy ra vào ngày 19 tháng 6, Khuê đã giật một sợi dây chuyền 18K của bà Phạm Thị Diền, sinh năm 1971. Sau đó, Khuê đã nhờ người quen đem bán với giá 5,2 triệu đồng, lấy trả tiền nợ và tiêu xài cá nhân. Công an huyện Phú Quý đã thu hồi được một số tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của Tạ Văn Khuê. Qua đây, Công an huyện Phú Quý cũng thông báo ai từng là nạn nhân của Khuê thì nhanh chóng tới Công an huyện trình báo nhận lại tài sản.